Năm 2020 sắp kết thúc. Mọi người có lẽ cũng đang nghĩ dần về năm 2021, đặc biệt là nghĩ về việc chuẩn bị cho bản thân một cái New Year Resolution để có thể có động lực bắt đầu cho năm sau thật tốt. Nó cũng giống như việc bạn ngồi chuẩn bị một cái to-do list cho ngày hôm sau vậy. Nhưng đối với mình, có một điều cũng không kém phần quan trọng mà mình luôn làm trước khi nghĩ về ngày hôm sau, đó là ôn lại ngày hôm nay của mình, hay còn gọi là reflection. Ví dụ như hôm nay mình đã làm gì này, đã làm được gì này, chưa làm được gì và cần phải cải thiện điều gì. Vì sao reflection lại quan trọng? Bởi vì nó giúp mình có thể nhìn lại được những việc mình đã làm, đánh giá mức độ hiệu quả của những việc làm đó và rút kinh nghiệm từ những điểm hạn chế để cải thiện tốt hơn cho ngày hôm sau. Đây sẽ là vlog cuối cùng của năm và mình muốn list ra một vài điều mình đã làm được và chưa làm được trong năm 2020 này. Từ đầu năm nay, mình quyết định viết nhật ký bằng tiếng Nhật thay vì viết bằng tiếng Anh như trong 2 năm trước đó. Mục đích viết nhật ký bằng tiếng Nhật của mình là để không quên chữ Hán. Suốt một năm qua, mình gần như không bỏ sót bất kỳ một ngày nào, trừ một số ngày đi xa không thể đem theo sổ nhật ký, vì sổ nhật ký của mình là nhật ký 3 năm nên nó dày và rất nặng. Ví dụ như đợt đi Nhật tháng 2 này, hay là đi Sài Gòn tháng 10 vừa rồi thì mình không thể mang được. Bù lại, mỗi tối mình đều dành khoảng 5 đến 10 phút để ôn lại một ngày của bản thân bằng cách nói tiếng Nhật và lưu lại dưới dạng văn bản thông qua chức năng nhận diện giọng nói trên điện thoại. Viết bằng tiếng Nhật càng nhiều thì mình càng cảm thấy cái chữ tiếng Nhật của mình nó chưa được đẹp cho lắm. Thế nên là nhân cái đợt đang rảnh do nghỉ dịch vào tháng 4, tháng 5 thì mình có tự luyện viết chữ tiếng Nhật bắt đầu từ bảng chữ cái Hiragana. Với một người đã tiếp xúc tiếng Nhật hơn 10 năm như mình mà lại học viết từ Hiragana thì nghe có vẻ hơi thừa thãi. Nhưng phải nói là nhờ việc học viết một cách bài bản thì mình mới ngộ ra được rất nhiều thứ mà trước giờ mình không hề biết. Ví dụ như một số nét viết này, thứ tự viết hay là cách phân bố các nét trong một ô sao cho chữ trông nó đẹp hơn. Mình vừa luyện chữ vừa áp dụng ngay vào việc viết nhật ký hàng ngày nên là mình cảm thấy cái nét viết của mình ngày càng đẹp và ổn định hơn. Tất nhiên là cũng có những hôm lười, mệt mỏi thì lại ngoái ngoái những chữ gà bới, nhưng mà cũng chỉ là mấy ngày thôi. Bắt đầu chơi một nhạc cụ mà bản thân từng nghĩ sẽ không bao giờ chơi được, và sau hơn nửa năm thì đã đánh được toàn bộ bài Summer của Joe Hisaishi. Đối với mình đó là một thành công lớn. Mục tiêu mình đặt ra cho việc tự học piano trong năm nay bao gồm: thứ nhất, làm thế nào để có thể đánh được hai tay hai giai điệu khác nhau, và thứ hai, có thể hát cover tiếng Nhật dưới nền nhạc piano. Điểm hạn chế trong năm đầu tập piano đó là việc mình không học cách đọc sheet, đọc nốt nhạc, mà thay vào đó chỉ tập chơi đàn bằng trí nhớ, chủ yếu thông qua các video YouTube theo dạng synthesia, nghĩa là có mấy cái ô hình chữ nhật nó rơi xuống phím đàn ấy. Mặc dù học theo synthesia thì sẽ nhanh hơn, nhưng quên cũng rất nhanh. Những cái bài mình tập đánh từ tháng 2 cho đến tháng 8, mình quên khá là nhiều, trong đó có cả bài mà mình từng chơi rất nhiều, đó là Piano for Brothers trong phim Crash Landing on You. Thêm vào đó thì cũng rất tiếc là mình không thể tận dụng được ứng dụng Simply Piano một cách hiệu quả, trong khi đã bỏ tiền ra để mua một gói học một năm trị giá khoảng 60 đô. Dù sao thì mình cũng rất vui và hài lòng khi bản thân đã chơi được thêm một nhạc cụ mới. Đặc biệt đây lại là piano, một trong những nhạc cụ mà mình nghĩ là bản thân sẽ không bao giờ chơi được. Tính đến ngày cuối cùng của năm 2020 này thì mình sẽ có chuỗi 456 ngày liên tục học tiếng Hàn ở trên ứng dụng Lingodear. Khi đã đạt đến một chuỗi ngày được đếm bằng hàng trăm thì có lẽ mình không thể bỏ lỡ dù chỉ một ngày, dù ngày đó có mệt như thế nào. Đây là điểm cộng mà mình cảm thấy rất tự hào với bản thân. Mỗi ngày chỉ cần dành ra chưa đầy 5 phút để hoàn thành 10 XP trên Lingodear.
10XP này tương đương với việc ôn 20 từ vựng hoặc 20 câu có chứa các mẫu ngữ pháp. Bằng việc lặp đi lặp lại việc làm này thì cho dù vốn từ vựng và ngữ pháp của mình nó không tăng nhiều, nhưng ít ra thì những gì mình đã học, mình đều có cơ hội để ôn lại. Tháng 8, mình dành nhiều thời gian hơn cho việc học tiếng Hàn và nhờ áp dụng một số phương pháp của bạn Lindy Boat mà mình đã vạch ra được một kế hoạch cụ thể cho việc học ngữ pháp và nhờ đó hoàn thành toàn bộ các bài học ở trên LingoDear. Bên cạnh việc học trên ứng dụng thì mình còn sử dụng và viết tiếng Hàn hàng ngày. Những câu cú rất đơn giản như thứ ngày tháng này, hay là những hành động cơ bản trong cuộc sống sinh hoạt đều được mình viết ra trên cuốn sổ planner cá nhân. Nhờ thế mà mình không quên bảng chữ cái tiếng Hàn, cũng như là phản xạ đọc chữ tiếng Hàn của mình sau một năm đã được cải thiện rất nhiều. Đầu năm, mình đặt mục tiêu trên Goodreads là đọc được 20 cuốn sách, và mình đã hoàn thành mục tiêu này. Trong 20 cuốn sách có 5 cuốn sách tiếng Anh, có 6 cuốn tiếng Nhật và 9 cuốn còn lại là tiếng Việt. Có những cuốn mình đã đọc cách đây 1-2 năm và muốn đọc lại, và cũng có nhiều cuốn mình lần đầu đọc. Đặc biệt hơn, mình có đọc 2 cuốn tiểu thuyết Nhật, Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki và Em sẽ đến cùng cơn mưa, 2 cuốn tiểu sử Steve Jobs và Tim Cook. Trước giờ mình hầu như chỉ đọc sách self-help hoặc sách về lối sống. Tuy vậy thì đến một thời điểm mình nhận thấy rằng bản thân đã lĩnh hội khá đủ kiến thức cơ bản trong những cuốn sách self-help và có khả năng tự phát triển dựa trên những nền tảng cơ bản đó. Vì thế mình chuyển sang đọc các cuốn thể loại mới như tiểu sử hay là tiểu thuyết. Thời điểm đầu năm khi dịch Covid bùng phát và phải giãn cách xã hội ở nhà thì mình dành khá nhiều thời gian cho việc đọc sách, trung bình mỗi ngày khoảng 1 tiếng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2020 thì mình đã đọc được khoảng 12-13 cuốn, thậm chí là dành cả thời gian để viết review trên blog tiếng Nhật. Nhưng từ nửa sau năm 2020, tức là từ tháng 6 trở đi, thì do bắt đầu vào đợt deadline và thi cử đầu tiên, nên tần suất đọc sách của mình cũng giảm dần. Dù mình vẫn để dưới gối một cuốn sách và cố gắng mỗi tối trước khi đi ngủ thì đọc 1 hoặc 2 trang, nhưng cũng giống như việc chơi đàn hay học tiếng Hàn, đôi khi mình đọc chỉ để cho có, gọi là hoàn thành các cái thói quen, chứ không thực sự tận hưởng việc đọc sách. Dù sao thì điểm tốt ở đây thứ nhất là đã hoàn thành chỉ tiêu đọc 20 cuốn sách trong năm 2020 này, và thêm vào đó, đọc xen kẽ sách tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật, qua đó giúp mình duy trì vốn ngoại ngữ vốn có. Giữa tháng 2 vừa rồi, mình có cơ hội được quay lại Nhật sau hơn 1.5 năm xa cách. Mặc dù đó chỉ là 4 ngày ngắn ngủi đi thực tập ở hãng hàng không ANA Nhật Bản, nhưng chừng đó là đủ để giúp nửa đầu năm 2020 của mình trở nên đặc biệt hơn. Ngay từ khi bắt đầu học chương trình thạc sĩ ở Đại học Việt Nhật, thì mình đã đặt mục tiêu là duy trì việc học ổn định để có thể nắm chắc trong tay cơ hội đi thực tập nửa năm ở Nhật vào tháng 10 này. Thế rồi đầu năm 2020, mình bất ngờ nhận được email thông báo có suất đi thực tập ngắn hạn ở Nhật vào ngay giữa tháng 2. Không một chút chần chừ, mình nộp hồ sơ đăng ký và được chọn là một trong 3 sinh viên được gửi đi Nhật và thực tập tại hãng hàng không ANA Nhật Bản. Mặc dù đúng lúc đó, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, nhưng quy mô vẫn chưa đủ lớn để có thể coi nó như một đại dịch. Vì thế, mình vẫn xin được visa, vẫn đặt chân được sang Nhật vào đêm ngày 16 tháng 2. Tuy nhiên thì cái cảm giác lúc đặt chân xuống sân bay Haneda nó khá là nửa vời. Cứ như thể là 1.5 năm xa cách nó chỉ ngắn như là 2-3 tuần nghỉ xuân vậy. Nhưng dù sao thì mình cũng rất vui khi được quay trở lại đây. Vẫn còn rất nhiều điều mình đã làm được và chưa làm được trong năm nay mà mình chưa có dịp để chia sẻ trên vlog. Các bạn có thể ghé thăm blog của mình để đọc thêm nhé. Năm 2020 là một năm đầy biến động và có thể nó đáng quên đối với một số bạn. Nhưng hãy bỏ ra một chút thời gian để có thể nhìn lại một năm vừa rồi. Bởi đôi khi, những điều tiêu cực sẽ lại giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn.